hứa thắm lâu em nhau người. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào. Rồi lặng người đến vô tận, chết sao được sự tàn nhẫn. Anh cho vô tình thương em như là em gái. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu ai. Càng xa lấy càng trong vắng biệt, cứ đau và nhớ lắm. Đành phải quên hết tất cả thôi. Nụ cười mỉm sau bờ môi, ấm áp dịu dàng vai. Cho nó sung sung với nhau để đúng chất của các bạn, không nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ ban nhạc có cái bài nào sung sung không ạ? Đường cong được không anh? Một ngàn. Mình bay được không?
bài bay nha. Bài nhạc cho chúng tôi một bài như vậy. Nhưng mà anh muốn vậy nè, các bạn đừng có giữ nét hiền diệu ngây thơ nữa, các bạn bộc lộ ra đúng cái bản chất thật của mình đi. Dạ, nhoi lên được không? Nhoi lên, ok. Rồi, ở dưới nhoi với chúng tôi nữa mà. À quên, trước hết là cũng xin cảm ơn mấy cái đèn flash của các bạn. Mấy anh livestream bảo đẹp y chang như là một live show ở ngoài sân vận động gì đó. Một tràng pháo tay cho các bạn được không ạ? Dạ. À quên, sân vận động, ok, sân vận động Hoa Lương. Rồi, bây giờ thì bye bye nha. Tông gì nhỉ? Sao sao quần hồng hoa lư chứ người. Rồi khán giả vô tay chưa?